Và xin chào cả nhà hàng, những người đối tác cũ với lại mình xem thêm công nghệ mới nhất hiện giờ. Để mà mọi người dễ hiểu thì ví dụ trong mảng thiết bị y tế này thì nó lại chia làm 3 mảng chính. Có thể là các anh chị sẽ gặp là ví dụ như ở các cái bệnh viện hoặc các phòng khám thì hay có cái máy đo thính lực, là nó là xiêm như cái máy này. Còn cái máy đo nhị lượng thì nó sẽ ít hơn. Cái máy đo nhị lượng thì là đo phía trong tai. Cái vòi này thì nó liên quan đến cái vòi nhỉ. Nghĩa là ví dụ để giải thích đơn giản, khi các anh chị đi máy bay nó thay đổi áp suất, nên là khi đúng rồi, khi mà máy bay nó tăng lên thì các anh chị cảm thấy màng nhĩ nó căng ra, màng nhĩ nó xẹp lại, thì nó liên quan đến cái chức năng vòi nhĩ này. Đấy, cái thể tích ống tai ngoài sau vào thì nó có một cái màng nhĩ, cái màng nhĩ ở đây này. Cái màng nhĩ thì nó là ở cái tai dừa và cái tai trong, thì mình sẽ chia ra thành tai ngoài, tai dừa, tai trong. Đấy là có ba bộ phận. Thì cái bộ phận mà nó liên quan đến cái máy tự thính ấy là nó cái tai ngoài này và tay dừa này thôi. Còn ví dụ bệnh nhân mà bị cái tay cong này này thì đeo máy tự thính không giải quyết được vấn đề. Mà để làm sao mà mình biết được người ta nghe kém ở tai bộ phận nào ở vấn đề tay dừa, tay ngoài hoặc là tay dừa ấy, thì nhiều lúc mình còn thử máy tự thính cho người ta được. Còn ví dụ người ta có vấn đề về cái tay cong ấy, là cái gọi là cái ốp tai ấy, thì hầu như thì không giải quyết được vấn đề về máy tự thính nữa. Mà lúc đấy là ví dụ những cái điện cực ốp tai ấy, các anh chị có thể lên trên mạng hoặc là có thỉnh thoảng sẽ có những bài báo về điện cực ốc tai, nghĩa là phải phẫu thuật, nó liên quan đến phẫu thuật cấy vào thì người ta mới nghe được, và cái chi phí thì nó rất là đắt, 700 triệu đến 1 tỷ một tai, nó khá là đắt đỏ. Lan truyền trong không khí, và khi mà lan truyền trong không khí nó sẽ va chạm vào tường thì nó sẽ phản xạ lại. Vì thế nên là mình dơ thế này là nó có mục đích, khi âm thanh nó va chạm vào đây này, thì nó sẽ hướng nó phản xạ lại vào cái vành tai của mình. Đấy thì cái chức năng cái vành tai như thế. Bây giờ có thêm một tình trạng là điếc một bên tai, nghĩa là người ta không phải bị điếc là hai tai, mà tự nhiên đi chơi về xong buổi tối tắm khuya sáng mai cái điếc một bên tai. Cái bọn em ngoài bệnh viện mình mai gặp rất là nhiều. Hoặc tự nhiên người ta bị cảm cúm xong ấy, hôm sau điếc một bên tai, gọi là điếc tắm không nghe thấy gì luôn. Đấy thì những cái trường hợp như thế thì sau kể cả mình điều trị ấy, thì nó sẽ phục hồi, nhưng mà nó phục hồi không được nhiều. Hầu như nó sẽ phục hồi được khoảng tầm 40-50% thôi. Chứ còn để về cái tai bình thường thì nó hiếm khó. Hoặc là ví dụ như anh chỉ có thể gặp những bệnh nhân viêm màng não. Đấy, viêm màng não thì nó liên quan đến cái tụ cầu ấy, mình ăn tiết canh về gì sống hoặc là những ăn đồ sống thì nó sẽ có cái bệnh gọi là viêm màng não ấy. Thì hầu như đặc trưng của cái bệnh viêm màng não ấy là 100 bệnh nhân ấy, thì khoảng tầm 99 bệnh nhân, gọi là hơn 90% bệnh nhân ấy là người ta điếc tắm, người ta điếc hoàn toàn luôn ấy. Đấy. Nên là ở những trường hợp như thế thì khi mà mình điều trị cho bệnh nhân thì kể cả bệnh nhân thử máy tự thính cũng không có hiệu quả đâu. Nên là ví dụ cái anh chị gặp nhiều bệnh nhân, người ta dẫn người nhà đến mà bảo hỏi bệnh nhân vừa mới đi viện về xong rồi đi khám đâu về mà bác sĩ chuẩn đoán là viêm màng não rồi gì ấy, thì những cái khó để mà thử máy tự thính thì nó khó. Đấy là thứ nhất là nghe kém tiếp nhận, cái thứ hai là nghe kém dẫn truyền, và cái thứ ba là nghe kém hồn hương. Đấy thì ba cái nghe kém ấy nó sẽ xuyên suốt, gọi là hầu như bệnh nhân nào thế. Ở những người bình thường ấy mà đường khí với đường xương của nó bé hơn 20 decibel thì cái thính lực của người ta là bình thường. Đấy, mấy cái này các anh chị không cần để ý, mà các anh chị sẽ để ý một cái bảng nó từ âm 10 đến 120 decibel và từ 125 Hz đến tận 8000 Hz. Đấy thì các anh chị chú ý cho em là hai cái đường này này. Âm thanh vào tai phải 90 decibel thì sang tai trái nó còn khoảng 40 decibel thôi. Giảm hơn nó giảm 50 decibel. Đấy là đường khí. Thì cái này nó sẽ ứng dụng sau này, ví dụ các anh chị máy tự thính ấy. Đấy. Còn đối với đường xương thì từ tai này qua tai kia nó chỉ giảm 0-5 decibel, nghĩa là hầu như nó cũng thay đổi nhiều. Nó cũng thay đổi nhiều. Nên là trên cái nguyên tắc mà khi mà mình đo thính lực ấy thì đường xương không bao giờ được thấp hơn đường khí, tai cam thôi. Và còn cái âm nghe kém hồn hợp này là nó cả dần truyền và tiếp nhận. Đấy, cái này là cái mà anh chị phải mình nắm được. Khi mình đo xong thì mình biết là bệnh nhân này nghe kém ở mức độ nào. Trẻ con thì mình sẽ phẫu thuật cấy điện cực ốc tai. Chứ những người 6-70 tuổi bây giờ bảo giới thiệu người ta đi cấy điện cực ốc tai thì người ta còn 10-20 năm thì chỉ còn bao nhiêu. Đấy, và nó cũng không thích hợp. Và mình những người mà càng trẻ thì cái khả năng thích ứng âm thanh của người ta càng tốt.
Thì những trường hợp này thì thử máy trợ thính thì chắc chắn phải có hiệu quả rồi. Trường hợp này thử máy trợ thính vẫn rất là tốt, vì là đường khí với đường xương nó chênh xa nhau, và cái nhìn cái biểu đồ đường khí của người ta nghe kém đến cả 100 decibel rồi, 110 decibel. Nên là những trường hợp này thử máy trợ thính thì cũng hỗ trợ được âm thanh thôi. Đấy, còn để mà nghe lời nói thì cũng khó, hoặc là những trường hợp này ví dụ như phải thử máy kỹ thuật số để chỉnh dàn tần nó tốt hơn, hoặc là có những cái máy công suất cao. Tai nghe số tốt thì không cần đeo, tai nghe xấu thì đeo, đúng không ạ? Còn trong trường hợp hai tai mà nghe kém rồi ấy, thì phải đeo hai tai thì bác mới định hướng âm thanh được. Chứ bác đeo một bên đi ra ngoài đường ấy, cái bên đeo thì nghe thấy, còn bên không đeo không nghe thấy. Thì di chuyển đang đi trên đường ô tô rồi gì xe máy rồi gì thì nó rất cực kỳ nguy hiểm, từ không thôi. Và một phần nữa là do cái âm nền của chúng ta xung quanh này này nó lớn. Chị bắt đầu nghe thấy âm thanh là chị bấm giúp em nhé. Âm thanh rất nhỏ là phải bấm thôi chị nhé. iPhone này nó sẽ phát ra tiếng còi tít tít hoặc là tút tút. Anh bắt đầu nghe thấy âm thanh thì anh cầm cái này xong bấm giúp em nhé. Hai tai của mình thì tai nào anh nghe tốt hơn ạ? Thường nghe điện thoại. Dạ vâng. Rồi, thì bắt đầu từ tay phải anh nhé. Mình nín chắc cửa, trừ ôi cả đã. Maracicawa này nó khoảng tầm dưới 20 này này, dưới 20-30 thì bắt đầu nghe kém. Yeah. Của anh tai thì rất là bình thường. Yeah. Của anh thì rất là bình thường. Thì thường thì các chị sẽ để M2, để cái M ấy, đừng đưa về MT. Có cái M này này thì mình bật sang cái M ngoài cùng. Đấy, hướng dẫn bệnh nhân cái M ngoài cùng hoạt động nhé, nó sẽ bật cái chức năng khử tính năng hú này. Còn cái OPC này thì thường anh chị nhé, về cơ bản mà chỉnh nhanh ấy, thì em hướng dẫn anh chị là cứ về cho em khoảng tầm hướng 11 giờ, 10 11 giờ này. À, đấy, mình vừa chỉnh mình vừa nghe thử. Đấy. Hô cả luôn chị. Lấy hô cái này về nó cho.